À, xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì bây giờ mình đang ở Măng Thích của Vĩnh Long nha. Thì sáng hôm nay thì mình vô nhà bà cụ Muôn, 99 tuổi, nhưng mà Tết này là bà cụ đã 100 tuổi rồi. Thì hôm nay thì mình nhận được sự giúp đỡ của chị Cúc ở bên Mỹ, thì có gửi về cho bà cụ là 50 đô. Thì mình sử dụng số tiền đó để mà mua một cái hộp sữa lớn nè. Hộp sữa này là sữa Ansua cho bà cụ, với lại là mua cho bà một cái hũ bánh. Rồi còn lại là khoảng 300 ngàn thì mình sẽ gửi cho bà cụ để mà bà cụ bây giờ bỏ túi để mà ăn Tết cho nó vui. Dạ, thì người lớn tuổi rồi thì có thể là họ không có làm gì được hết trơn á, thì có tiền vài trăm ngàn bỏ trong túi như vậy á thì cũng vui vẻ trong lòng á. Thì bây giờ mình đã tới nhà rồi, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi vào bên trong để mà thăm bà cụ coi sức khỏe của bà như thế nào nha. Cô Ngọc Anh, dạ mấy hôm nay cô khỏe không cô? Cô vẫn khỏe. Dạ, cô vẫn khỏe ha. À, bữa nay là bắt đầu mình tảo mậu ha cô? Bữa nay tảo mậu cô. Dạ. À, mấy nay bà cụ có khỏe không cô? Mấy ngày bà cụ cũng bà cũng khỏe, nhưng bà hơi lẫn. Hơi lẫn ha cô? Dạ. À, năm nay là 100 tuổi rồi. Năm nay 100 rồi. Dạ. Dạ thì phải nói là sức khỏe rất là tốt, dữ lắm đó. Mới có thể là sống được 100 tuổi đó mọi người. Đó, thì bà hơi lẫn tí à. Dạ. Hơi lẫn tí thôi. Còn dạ. Cô thì không được bình thường. Cô không được bình thường. Dạ, do cô đi không được bình thường thôi. Đi không được bình thường với dạ. Mình mẩy đầu cái gì cũng bình thường. Dạ, cái gì cũng mình bình thường. Mình có được nè. Dạ, đúng rồi, mình có được mà. Thì cô Ngọc Anh đây là người con thứ 8. Dạ. Là bị bệnh tai biến. Thì cũng mấy năm nay rồi, đi lại cũng rất là khó khăn luôn. Khó khăn lắm. Dạ, khó khăn lắm. Bà cụ đang nằm ở trong hả cô? Dạ. Rồi thôi, để con vô con thăm bà coi sức khỏe của bà sao. Dạ. Con thấy cô sao? Khỏe. Nay lúc này là có vẻ tròn hơn lúc trước à. Tròn hả? Dạ. Ô ta buồn. Sao vậy? Nói bọn tròn ta buồn. Không phải, giống như là có da có thịt hơn lúc trước. Đúng hồng rồi. Hào hơn lúc trước. Tại uống thuốc bắc cái nó mà. Dạ, trời đúng rồi. Vậy. Mà ăn được ngủ được không cô? À, ngủ thì không được, nhưng mà ăn cũng không ngon. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được nữa. Ừ, có đồ ăn chứ không phải không có. Đâu bữa nào cô đi khám còn sao? Có đi khám uống thuốc bắc. Thôi khám dạ. Gì mà uống luôn rồi. Đâu có mập đâu cô ơi. À, bây giờ cái chân của cô con có cảm giác không? Cái chân này hả? Dạ. Không. Dạ. Ôi chú Bảy nè, mấy nay chú khỏe không? Khỏe. Dạ, khỏe ha. Rồi mấy nay bà cụ khỏe không chú? Hả? Nghe bà cụ khỏe không? Khỏe, khỏe kìa. Trời ơi, thương bà quá. Mình cố lít vô kìa. Ai vô à? Hả? Con chưa có đi. Dạ con chưa có vợ bà ơi. Dạ bà cụ khỏe không? À, khỏe. Khỏe. Đi đâu lạc đây? Đi đâu lạc đây hả bà? Dạ. Sáng nay bà lạnh không? Hay. Thế thôi nằm xuống đi bà, nằm xuống đi đừng có ấy nha bà. Nằm xuống đi. Dạ. Rồi, đừng có ngồi nha. Dạ. Ở đây nắng của bà quá chú. Trời có nắng. Anh. Vậy là muốn nắng ấm ha. À. Dạ. Trời mấy này cu đất nó ghé thăm bà nè. À. Dạ. Trời ơi, năm nay bà 100 tuổi rồi phải không? Chưa. Chưa. Vậy là còn mấy ngày nữa mới được 100 tuổi. Dạ. Trời ơi. Đây. Ừ. Sáng bà ăn cơm gì chưa bà? Rồi. Dạ, sáng ăn rồi. Dáng bà ăn cơm với món gì bà kể cho con nghe được không? À, ừ. Mua cá ở chợ về kho. Mua cá ở chợ về kho hả? À. Dạ, ăn cá điêu hồng phải không? Không có cá gì hả? Dạ. Rồi tối bà ngủ được không? Được. Cháu hả? Con chưa? Dạ. Con ăn rồi, sáng con ăn cơm rồi. Yeah. Dạ. Trời ơi, thương bà quá à. Trời ơi, lúc này lạnh dữ hả bà? Trời 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 lạnh, trời mùa đông nữa, mùa xuân tới rồi lạnh dữ à. Bây giờ bà ốm quá. Dạ. Ốm hơn lúc trước hả bà? À, ngại già rồi. Dạ. Đâu có già đâu, bà năm nay đâu có già đâu, gần 100 tuổi thôi, bà còn khỏe mà, đâu có già đâu ha. Đâu có già đâu. Có già. Không có già, nhìn trẻ lắm. À. Ừ. Mà còn khỏe lắm luôn. Gia đình rồi khỏe hết ra. Dạ, gia đình con khỏe bà ơi. Ba mẹ con khỏe lắm. Rất là giao, cứ vợ đi.
Có con chứ có vợ à? Dạ đâu có. Trời ơi, dạ con chưa có vợ, cũng chưa có con luôn. Nó chơi vợ chứ con, mình chơi dạ. Có con mà chơi chứ. Năm nay con 28 tuổi rồi. À. Dạ, 28 tuổi rồi có vợ được chưa bà? Dạ, 28 tuổi rồi. Dạ, 28 tuổi rồi. Có vợ, có con rồi, già rồi. Ta 17, 18 tuổi là cái vợ rồi. Dạ, giống như con tuổi con gà, mình cưới cái tuổi con gì hợp bà? Bà quá nhất à. Bây giờ bà lãng lại như lãng trí à. Lãng trí hả? À, ừ. Quên đầu quên đuôi. Quên đầu quên đuôi. Dạ, bà tên gì bà nhớ không? Con là nhớ. Dạ, tên gì? Tên con chuột. Tên con chuột. Tuổi con chuột. Bà tên gì? Bà cụ tên gì? Hả? Bà cụ tên gì? À, bà lão cụ tên con muôn. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Hả? Phải không? Bà cụ được mấy người con? À, gỗ. Con là thiếu gì? Để đi bà, để lại đi bà. Con gì thiếu gì hả? Bây giờ mới nhớ tên hết trơn mấy người con không? Ba bốn đứa. Dạ, ba bốn người con hả bà? Con nhớ 9 người con lận mà. À, quên hết rồi. Chết rồi, già chết. Dạ. Rồi, con có mua hộp sữa cho bà nè. Trời ơi, con mừng rồi. Hộp sữa gì? Tới là mừng rồi hả bà, sữa gì con hả? Bán đâu có lợi nhiều. Dạ. Không, con đi lượm ve chai cũng có tiền lắm. Lúc này Tết nha bà, công ty rồi người ta bỏ giấy dụng rồi ve chai đồ đó người ta bỏ ra ngoài nhiều lắm. Rồi con đi lượm á, rồi cũng được nhiều tiền lắm, bán thôi cứ gạt bà ơi. Bà già cứ gạt rồi. Thì chưa, bữa nào bà biết rồi nghe. Dạ, nhưng mà Tết này con đi chụp hình cũng được lắm á bà. Nhưng mà cái này là quà của chị con nha. À. Chị con tên là chị Cúc đó, thì chị Cúc có gửi cho bà một cái hộp bánh ha, một hộp dạ. Bánh này tội nghiệp á, cháu ăn gỗ vậy. Dạ rồi, một hộp bánh với là một hộp sữa nha bà, một hộp sữa Ensure cho bà uống để mà bà có sức khỏe nghe. Về rồi bà, cháu ăn gỗ. Dạ, cảm ơn chị Cúc, con cũng gửi lại thêm sức khỏe của bà đó. À dạ. Trời ơi, thương quá bà ơi nè. Ngồi thấy thương quá. Rồi hộp bánh này cũng mềm lắm, bà để bà ăn nghe. Nha. À. Để ăn gì mềm lắm, ăn rồi để uống nước trà, uống nước nha. À. Dạ. Rồi với lại là chị con cũng có gửi cho bà là 300.000 để mà bỏ túi ăn Tết nha bà. Nha. Rồi. Cho ăn rồi. Đi rồi. Nhiều còn cho tiền nữa. Dạ. Nhưng mà bà nhận đi bà, cái này là tiền của chị Cúc gửi cho bà đó. Để mà bà bỏ túi, để mà coi như là muốn mua cái gì mua ha. À. Dạ, thôi bây giờ bà cầm cái số tiền đi con Cúc nha. Cô Cúc ở gần đó. Dạ gần, chị Cúc con ở gần. Cảm ơn gọi nha. Dạ. Bà già rồi, đâu có gì tặng. Con cảm ơn. Dạ, không có cái gì tặng, nhưng mà cảm ơn. Mình bán giảm. Dạ, 200 với 100. À. Dạ. À, dạ. Dạ, bà vui không? Vui. Vui quá ha bà. Dạ. Không phải, cháu lên mừng vui, chứ không phải có tiền mà vui. Dạ, vậy là cháu lên mừng vui chứ không phải là có tiền cũng vui, nhưng mà không bằng là cháu lên thăm nha. À, bằng cháu thăm. Lâu lắm rồi. Dạ, cũng lâu lắm rồi, cách khoảng một tháng mấy, hai tháng gì rồi, một tháng mấy rồi à, con không có tới thăm bà đó. À. Dạ, thôi bà cũng gán vui vẻ nha bà. À. Hôm nay là được 100 tuổi vậy là con mừng lắm đó, để mà khi nào con có đi ngang đây cái con ghé con thăm bà nữa. À. Cháu có đi buôn bán, đi chuyện gì, ghé thăm bà. Dạ. Coi chưa bà, chứ ra sống mơ gì.
À, bà ơi, mấy hôm nay bà có trông con không? Có nhớ con không? Nhớ chứ. Con đi xe, nó đi ngã nào, không đi ngã này. Dạ, không đi ngã nào mà không đi ngã này. À. Dạ. Rồi, bữa nay con ghé con thăm rồi nghe. À. Dạ. Cảm ơn chứ. Dạ. Biết nói sao giờ. Biết nói sao giờ. Bà cũng rồi chú cho cháu mạnh đẻ đi luôn. Bán rồi giờ giờ. Dạ. Con cảm ơn bà. biết chúc quá ha. Rồi cũng sắp tới Tết rồi, coi như là bước qua năm mới rồi. Con chúc bà là nhiều sức khỏe nghe. Sống lâu hơn 120 tuổi luôn nghe. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 120 còn lâu. Còn lâu à. Đúng rồi, mình bây giờ 100 tuổi rồi, mình gán phấn đấu tới 120 tuổi nghe bà. Cái tử này giống ngày nào hay ngày đấy. Dạ. Biết rồi nịnh. Trời ơi, bà mắt bà bây giờ bà đã không thấy đường rồi mọi người ơi. Bà không thấy giờ. Dạ, rồi bà bây giờ là không có đi được nữa. Bây giờ nếu mà đi tắm hay là đi vệ sinh. Bà cứ ngồi chỗ à. Dạ, đi tắm đi vệ sinh là chỉ ngồi một chỗ thôi. Rồi có chú Hoàng này, chú Ẩm đi nè. Chứ cô Ngọc Anh thì bị tai biến nữa, có chú Hoàng kế bên này cũng gần ở đây này, cũng tới lui để mà chăm sóc cho bà. Đó, cũng mừng. Cháu đi đâu ghé thăm bà nha. Dạ. Chứ bà giờ mới đi đâu á. Dạ. Rồi Tết nay bà có dự định gì không bà? Qua Tết nay mình tính mua gì ăn nè. Con cháu cho ăn gì ăn đấy. Biết nào dự định. Dạ, con cháu cho ăn gì mà ăn đấy. Rồi bây giờ bà cụ thèm ăn cái món gì không? Hả? À, bà cụ có thèm ăn món gì không? Thôi, đoạn cháu mua thôi đi. Chưa tiền gấp bao giờ. Dạ, nhưng mà bây giờ nè, mình nói đi để chú Hoàng chú thấy mà bà muốn ăn cái món gì đó, thèm cái món gì đó, cái Tết này nè. Cái chú Hoàng đi chợ mua cho bà ăn. Bây giờ muốn thèm bà muốn ăn cá gì hay là ăn thịt hay là ăn món thôi, gì không? Thôi, con không định đó trước. Để con mua cái gì ăn ở đây. Dạ, giống như là không có nói trước ha. Để mà con mua gì ăn nấy, mình cũng không có đòi hỏi gì hả bà? Dạ. Nhưng mà hôm nay con tới đây con thăm bà nè, thấy bà hồng hào nè, giống như là khỏe mạnh hơn lần trước con tới con thăm nè. Dạ. Con có ghé thăm lần rồi hả? Dạ, những lần trước con ghé con thăm đó. Lâu lắm rồi đó. Quên rồi. Dạ. Nhưng mà lần này con thấy là bà cụ khỏe lắm. Bà cụ 100 tuổi rồi, bà cụ mạnh khỏe lắm, nói chuyện. Không biết bà cụ nhiêu tuổi. Tuổi xí con chuột nhiêu tuổi. Dạ, 100 tuổi rồi. 100 hả? Dạ. Trời ơi. Bà đâu có biết. Dạ. 100 rồi hả? Ồ, giống như tuổi của mình mà nghe nó 100 tuổi rồi, bất ngờ quá mọi người. Bà không biết bà 100 tuổi. Không biết là 100 tuổi luôn. 80 tuổi chết được rồi, đó 100. Dạ, vậy là bà cụ khỏe lắm đó, bà cụ khỏe dữ lắm là mới sống được 100 tuổi đó. Vậy là mình phải gán 20 năm nữa nghe. Sao dữ à? Không có dữ vậy ra. Dạ, phải gán vậy chứ, sẽ sống vậy với con cháu chứ bà. Ha. Gán khỏe, gán về giống sống thêm 20 năm nữa. Cảm ơn cháu, cầu chúc cho bà biết bà tới đâu hay đó. Dạ. Ôi, thương quá bà ơi. Giờ bà ăn uống được nhiều không bà? Ăn nửa chén cơm. Nửa chén cơm mà hả? Một chén. Dạ, một chén. Dạ, vậy là phải gán ăn nhiều vô nha, uống sữa nữa nha. Dạ. Dạ, sữa này chị Cúc mua cho bà nè, là mình phải uống nha bà. Nha. Uống sữa để mà có nhiều chất dinh dưỡng để mà sống thêm 20 năm. Tới thăm được rồi, còn có tiền còn mua đó. Dạ. Mua bánh mua sữa. Cho bà uống để mà bà sống lâu chứ, sống 20 năm nữa. Giờ bà khát nước không? Con lấy nước cho bà uống. Không khát. Không có khát. À. Dạ. Rồi bình thường là trưa mấy giờ bà cụ mới ăn cơm? Ăn rồi. Ăn rồi, giờ chiều mới ăn nữa hả bác bảo? Bà cụ? Ngày hai bữa. Ngày hai bữa, vậy là chiều mấy giờ mới ăn hả chú Hoàng?
3 giờ. Dạ. Dạ. Ăn rồi ngủ luôn. Mà gần đây thì chú thấy là bà cụ có quậy nữa không chú? Cũng lai gai. Cũng lai gai. Mỗi ngày lâu lâu cái bà làm chậm. Dạ. Phải phá bà lại không phá. Quậy là quậy gì hả chú? Bả bò, cái bò nuôi sợ bà té. Dạ. Dạ này bà té. Dạ té. Giống như là bò tới bò lui, giống như nằm một chỗ cũng buồn á. Nên là cũng muốn bò tới bò lui hả chú? Đúng rồi. Dạ. Bò tới bò lui, bà bò vòng vòng sợ bà té, gãy giò nữa, báo nữa. Dạ. Cật cái gãy giò này. Dạ, đúng rồi, bà cụ năm nay là 100 tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu vậy. Yếu. Chân cẳng này xương khớp rồi yếu lắm. Phải mình phải trồng lại cột cái phá lại giường sát to làm phía mình mở ra khoảng ba ba giờ mở ra. Nhưng mà có la không chú? Mới đầu mày phá nặng quá thì ta để bà làm mi nóng hay sao? Dạ. Phá không khỏe lắm, không có quá. Có nước gì vậy sợ bà té, ta té nhiều người rồi. Dạ. Có nhỏ tuổi ba người ta té rồi gãy giò đi không được, gãy tới xương chậu nè. Dạ. Nhưng mà nằm giống này cũng buồn chú ha. À, buồn buồn cái phải chị về thôi chứ đâu dám để bò đi. Dạ đúng rồi, để bò đi nguy hiểm lắm. Nguy hiểm mà chặt một cái là về khỏe đó, đi gãy giò một cái là chết luôn á. Dạ. Nằm tới người ta này cơm bãi người ta nằm khiêng không. Dạ. Đúng đó là. Với lại là khi bò đi á, những lần trước cái cánh cửa vô đó, rồi đè bà đó, nguy hiểm lắm. Đập chết luôn chứ, đè phun ra phun máu, hai ba bữa là bò đưa cái đầu vô trong cái sân chổng nè. Dạ. Cung. Rồi với lại mà khi đi bò này nè, nhiều khi mấy cái ghế này ngã, nó cũng rất là nguy hiểm nè. Dạ. Xương má này có già cả, ít xìu sợ. Dạ. Trời ơi, cũng mừng hả chú ha? À, dạ, nói chung là cũng cố gắng lo cho bà để mà bà sống thêm nhiều năm nữa. Dạ, bà có 3-4 năm nữa phải về. Dạ, nhưng mà thấy bà cụ giờ là coi như là khỏe lắm đó cha. Khỏe, khỏe hơn mấy bà già, mấy nhỏ tuổi hơn mà nằm liệt tay đi chứ đi không được. Nhưng mà đầu óc bây giờ của bà cũng còn minh mẫn lắm, còn nhớ hết trơn, biết chúc Tết nè, hỏi thăm vợ con chưa nè, đó, mừng lắm. À, yên lắm mà bác còn hận chưa lẫn. Dạ. Lâu lâu cũng hơi lẫn. Lâu lâu cũng hơi lẫn. Dạ. À, cái giống bánh tét đồ ăn. Khi tuổi vậy là phải rồi. Dạ đúng rồi. Dạ vậy là thọ dữ lắm rồi. Vậy tôi là đây, dữ lắm rồi đó. Tôi giá cho 80 rồi không biết là không nữa. Đâu mà ở đây. Dạ. Giống như của con nhiều con nhà bây giờ sau này không biết là được như bà không nữa. 50 mấy tuổi chết nhóc hết trơn rồi. Dạ. Trời ơi. Rồi bình thường là ăn uống của bà là cũng dễ hả chú? Dễ. Dạ. Bà dậy cái bớ ra bà múc bà. Dạ. Rồi xong rồi có kêu không? Giống như đói bụng có kêu. Kêu không? Kêu. Kêu ha. Rồi cơm ai ơi. Đói bụng. Đói bụng. Rồi bình thường là sáng có uống thuốc gì không chú? Không. Không uống thuốc, ăn uống sữa. Uống sữa còn đó. Dạ, rồi uống sữa ha. Rồi con có mua hộp sữa đó, chú cũng pha cho bà uống nha chú. Dạ. Rồi, sao rồi bà? Trời ơi, thương quá. Nằm vậy đó, nhưng mà bà thì không thấy đường nên là mọi người thông cảm, thương bà lắm. Đây, nắm chặt tay. Dạ. Trả lời đúng lắm. Không có lẫn gì hết trơn á. Nhưng mà toàn cái là đi không có được thôi. Như vậy là rất là thọ rồi. Năm nay là coi như chẳng 100 tuổi rồi. Các bà. Năm nay chẳng 100 tuổi rồi ha. Bà. Dạ. Bà đâu có biết bà nhiêu rồi. Dạ, đâu có biết bà nhiêu tuổi. Dạ. Rồi, chúc Tết rồi, cũng chúc bà nhiều sức khỏe nha. À, cảm ơn. Dạ. Rồi bữa nào con có đi ngang đi làm ngang cái con ghé con thăm nữa. À. Ha. Ừ. Dạ. Thôi, em bà cháu mình nắm tay cái con về nè, ha. Rồi gán mạnh khỏe nha bà. À. Gán mạnh khỏe. Cháu đi nhiều điều sức khỏe.
Dạ. Có chúc con sao nữa không? Có. Chúc con chừng nào có vợ danh, có con trai, đừng vợ như gái. Sao vậy bà? Hả? Sao vậy? Con gái không được nhờ, con trai có nhờ. Dạ ông, nhưng mà con gái giờ giờ cũng nhờ được nhiều lắm đó bà. Giỏi lắm đó, con gái giờ sinh con gái cũng giỏi lắm nha. À. Dạ. Rồi thôi bà nằm nghỉ ngơi đi, con về nha. À. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Biết gì nào gặp lại. Dạ, trời thấy thương, có biết nào gặp lại đây. Dạ. Khi nào cháu đi, cháu đi công tác rồi cháu ghé. Dạ. Bà ba, bà còn giống không? Không, thấy bà khỏe lắm, vậy là chắc là bà phải sống còn nhiều năm nữa, 20 năm nữa lận nha. Dạ. Thôi bà nằm nghỉ ngơi đi bà. Nghỉ ngơi đi nha. Mỗi buổi sáng nhớ uống sữa nha. À. Nhớ uống sữa, uống sữa rồi ăn bánh, buồn buồn thì ăn bánh ha. Cho tiền. Ừ, cho sữa cho rồi. Số tiền bà đưa lại. Bà không có dài. Rồi. Bà ngồi nằm ở chỗ đâu có dài. Dạ. Chó làm dấu đi sáng. À. Thôi giờ bà cụ ơi, lấy cái tiền này để mà bỏ túi, muốn mua gì ăn thì mua nghe bà. Con có tiền rồi, con đi làm có tiền rồi ha. Con đi làm con có tiền rồi. Đó thì bây giờ bà cái tiền này bà cụ cất đi, 300 ngàn này bà cụ cất đi ha. Thấy thương quá. Cất tiền để mà muốn mua cái gì ăn, mua đồ ăn nghe bà. Dạ. Thôi bà nằm đi, con về nha. Trời ơi, thương quá, không muốn lấy tiền nữa. Con nói tiền mình cất đi để dành làm vốn nữa mọi người. Đó, dạ. Cảm ơn bà nhiều lắm nha. Bà có một cái tấm lòng rất là tốt. Thì cũng hy vọng là bà có nhiều sức khỏe và sống thêm nhiều năm nữa, sẽ là 10 năm, 20 năm nữa nha. Thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Cúc rất là nhiều ha, đã gửi về để mà giúp đỡ cho bà cụ á. Em cảm ơn chị, chúc chị Cúc và anh xã của chị thật là nhiều sức khỏe và Chúa sẽ ban phước lành cho anh với chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành với mình để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoàn cảnh của bà cụ Muôn. Trước giờ cũng rất là nhiều rồi, thì cũng vài ngày nữa thôi, thì cũng khoảng 10 ngày thôi là sẽ tới Tết rồi. Thì cũng mến chúc tất cả các cô, chú, anh chị, các nhà hảo tâm được thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, an khang thịnh vượng và phát tài phát lộc nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Rồi bây giờ con xin phép về ha chú Hoàng ha. Dạ, để có dịp nào Tết thì con ghé con thăm, hoặc là có đi đâu ngang đây con ghé con thăm chú ha. Dạ, thôi cũng ráng lo sức khỏe cho bà cụ nghe chú ha. Dạ, thôi con xin phép chú con về. Dạ, trời thấy thương quá. Cụ Đất ạ, đây tên cụ Đất là bà cụ đặt cho mình nha. Nên là mình có một cái kênh, mình có đặt tên là cụ Đất nữa. Đó, thì cũng kỷ niệm cái tên của bà cụ đặt cho mình đó. Thì mọi người nếu mà chưa có biết cái kênh đó thì nhất định là phải tìm tên là cụ Đất nha, để mà theo dõi. Đây mọi người, để mà theo dõi cái ra đây. Dạ đây, đây là mình đây nha. Đây màu vàng vàng. Cú Đất TV nè. Đây mình có cũng quay nhiều lắm. Nè. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ up cái video này tới đây, để có dịp nào mình sẽ ghé thăm bà nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thăm những cái hoàn cảnh khác, đặc biệt là hoàn cảnh của chị Thâm, chị Thanh, chị Duyên, hoặc là ông Méo, hoặc là những cái hoàn cảnh mà trong dịp Tết này mình sẽ cố gắng mình đi hết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.